nói chung là trước kia da của chị thì cũng không được săn chắc lắm. Vùng mắt của mình thì hiện tại thấy cũng săn hơn rồi nè, phần con chân mày của mình cũng bắt đầu săn chắc rõ nét hơn rồi. Những người xung quanh thì không biết là có ý kiến gì về tình trạng da mình sau khi làm săn không ạ? Da có thay đổi nhiều hơn, họ là đã làm những dịch vụ gì mà da có thể thay đổi như vậy. Hôm nay thật sự là da nhìn thích lắm đó chị. Sau khi làm xong em nhìn em cũng thấy được cái mức độ da của mình nó săn chắc hơn và bắt đầu căng nóng nhiều hơn rồi. Mình làm được bao lâu rồi chị ha? Chị theo VV Thương Mai ngay từ đầu đến giờ. Cũng nhiều lần lắm rồi. Nói chung là một khách rất là quen thuộc bên VV Thương Mai rồi. Cảm ơn chị đã tin tưởng VV Thương Mai nhiều nha. Rất mong là có thể hỗ trợ chị duy trì trong thời gian tiếp theo nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. VV Thương Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế. Hồi nãy cái phần rãnh ở đây của Hoàng Yến cũng bị sâu này. Thế sau khi làm xong thì cái rãnh nó rất là đầy. Sau khi làm xong thì thấy là da của mình căng hơn, bóng hơn và cảm giác giống như là mình trẻ hơn 10 tuổi vậy đó. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.